đi cả nhà mình thấy chị đang đang không đó à, để quay sát cả nhà mình cùng xem nha, chứ quay xa quá không thấy chị đang. Nên mình đang mặc may hả chị? Vừa tổng hợp à, đại gia đình mình mà có xem tham quan qua khu du lịch Trường Sơn này là toàn bộ là nhựa không nhân, đại gia đình đang từ con vật 12 con giáp cũng toàn bằng nhựa không à, có nhựa tổng hợp, có nhựa trắng, có nè chị này, chị đang ghế không biết trồng cái bự mà chị đang ghế dở sợ không em. À, thôi mời bà con mình xem qua màn hình tổng quan của Lượng Anh nha. Đây hình như là khu 3 sao nè. Toàn bộ khu trưng bày này là từ mái gỗ, trụ gỗ, kèo gỗ, nói chung toàn bộ đồ gỗ chứ không có trụ bê tông cốt thép nào trong này như đại gia đình. Mà có những nơi thì họ làm bê tông cốt thép, họ giả gỗ, nhưng ở đây là thật sự là gỗ. Con này là con gì em? Chim yến hả? Chim yến làm từ nhựa tổng hợp, từ sợi tổng hợp luôn. Đây mấy giờ nghỉ trưa em? À, đây là 500 quả bầu, đó tượng trưng lại cho một quả bầu lớn. À, bên ngoài thì đại gia đình mình thấy quả bầu lớn đúng không? Đó, nhưng mà ở trong bên trong là quả bầu nhỏ. 500 quả ghép là thành một quả bầu lớn, quá siêu sao. À, mời toàn bộ cả nhà mình đi tiếp. Làng nghề Trường Sơn nha cả nhà, nằm tại phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là làng nghề truyền thống
từ bao đời xưa nay để lại cho con cháu gìn giữ. Hiện nay cũng có những công nhân anh chị em cũng đang tiếp tục làm nghề này, đang ghế, đang bàn, hay là tất cả các con vật đều đang bằng nhựa, có nhựa tổng hợp, có nhựa trắng, có. Có những cái lượng anh đi quay tổng quan thôi, chứ còn thật sự quay chi tiết là quay không hết nha cả nhà. Tại khi khu này nó rộng tới 3 hectare lận. Đây là những dụng cụ thời xưa để lại nè. Đó. Rổ cối nè, chày. Giả lúa đó cả đại gia đình. Đây nè, lúa nè. Lúa này giờ cho những khách du lịch tới họ tham quan, họ thích làm thì để cho họ làm. Đây là nấu rượu.